Buổi ra mắt Skoda Kushaq được cho là một trong những sự kiện ra mắt xe mới thú vị và quan trọng nhất sắp diễn ra trong năm nay. Skoda hiện đã bắt đầu sản xuất Kushaq ở Ấn Độ tại nhà máy Chakan của thương hiệu này. Chỉ còn vài tuần nữa, giá bán của Kushaq sẽ được công bố. Sau đó, các đại lý sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng của người tiêu dùng. Tiếp theo đó, Kushaq sẽ có mặt tại các showroom từ tháng 7. Skoda Kushaq là sản phẩm đầu tiên trong kế hoạch Ấn Độ của tập đoàn Volkswagen và cũng là sản phẩm đầu tiên được củng cố bởi nền tảng MQB. Điều đầu tiên gây ấn tượng về Skoda Kushaq rõ ràng là thiết kế. Skoda đã thực hiện một cách tiếp cận rất tinh vi cho kiểu dáng của Kushaq. Các đường nét, nếp gấp và các chi tiết táo bạo trên xe mang lại cho mẫu SUV này một diện mạo rất đẹp và châu Âu. Mặt xe mang những chi tiết đặc trưng với lưới tản nhiệt hình cánh bướm nổi bật và rộng, cụm đèn pha chia đôi ở hai bên. Kushaq đi kèm với các tấm trượt trông gồ ghề trên cản trước và cản sau càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho mẫu SUV này. Xe trông khá hầm hố và đúng chất SUV với nắp capo thẳng đứng và vòm bánh xe loe. Ở bên trong cabin, Skoda Kushaq được trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10 inch nằm ở vị trí trung tâm trên bảng điều khiển. Cabin có tông màu đen trắng kép với lớp sơn đen bóng trên một số bề mặt. Một số tính năng nổi bật trên Kushaq bao gồm hệ thống chiếu sáng xung quanh, ghế trước thông gió, 6 loa và loa siêu trầm 50W, SmartLink không dây, cửa sổ trời chỉnh điện, điều khiển khí hậu dựa trên cảm ứng, ứng dụng kết nối Skoda. Skoda Kushaq sẽ được cung cấp với hai tùy chọn động cơ xăng tại Ấn Độ. Đầu tiên là động cơ xăng tăng áp 1 lít của VW T-Roc sẽ là động cơ chính trên Kushaq với công suất tối đa 113 mã lực và mô men xoắn 175 Nm. Động cơ này sẽ được kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động chuyển đổi mô men xoắn 6 cấp. Skoda cũng sẽ cung cấp động cơ xăng tăng áp TSI 1,5 lít, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Động cơ này tạo ra công suất 148 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm. Đây là động cơ tương tự như trên Karoq và VW T-Roc. Cả hai động cơ này hiện đang được sản xuất tại Ấn Độ. Tuy nhiên, sẽ không có động cơ diesel nào được Skoda cung cấp cho Kushaq. Dù nhà sản xuất chưa công bố giá bán chính thức của Skoda Kushaq, nhưng truyền thông Ấn Độ dự đoán mẫu xe này sẽ có giá dao động trong khoảng 347 đến 537 triệu khi quy đổi ra tiền Việt. Mức giá rất rẻ này sẽ giúp cho Kushaq tự tin cạnh tranh với Kia Seltos và Toyota Corolla Cross. Xe cộ.